Vâng, xin chào các bạn. Có lẽ là trong suốt gần hơn 2 năm qua thì Lê Hùng cũng đã song hành với các bạn trong khá nhiều chương trình giới thiệu, rồi đánh giá, thậm chí các bạn gọi là phá xe. Thì và trong năm vừa qua thì Auto Daily cũng đã đạt được những cái thành quả nhất định. Tuy nhiên là cho đến bây giờ, đến thời điểm này là chỉ còn hơn một tuần nữa thôi là kết thúc năm 2018, KPI của Hùng đã không đạt. Năm vừa rồi thì ban lãnh đạo cũng như sếp đề ra là phải đạt 200.000 sắp, nhưng bây giờ thì cũng mới hơn 140 thôi. Chính vì vậy có lẽ là đây là chương trình phải nói lời chia tay với các bạn trong các những chương trình đánh giá, bởi vì đơn giản KPI không đạt thì rất là khó khăn. Như các bạn đã thấy đấy, làm các chương trình review xe, lấy xe, rửa xe, đổ xăng, rồi phải di chuyển đi làm rất nhiều các công đoạn, thực sự nó cũng là khó khăn. Nhưng mà dù sao cũng đã rất là cảm ơn các bạn đồng hành, nhưng vẫn phải nói rằng KPI không đạt thì lãnh đạo sẽ khó mà có những cái cơ chế rồi vân vân mọi thứ ủng hộ mình. Thì như các bạn đã thấy đấy, giày này đi cả năm qua này chỉ đi có mỗi một đôi, rồi quần thì cũng chỉ thế này thôi, áo thì cũng sắm được vài cái Lacoste chợ Đồng Xuân, mặc một thời gian thì nó cũng đã rách rồi. Đấy thì thôi, có lẽ là cái chương trình này cũng là chương trình nói lời chào tạm biệt tới các bạn cho năm 2018. Và trong cái nhân dịp cái cuối năm này thì mình cũng trước khi nói lời chia tay thì cũng xin giới thiệu với anh em, đây là mẫu GLE 43 AMG, một trong những cái mẫu xe có cái thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà có lẽ là đang nói lời chia tay cho nên nó hơi buồn một chút thôi. Hôm nay thì sẽ giới thiệu review mẫu xe này cho các bạn để trước khi nói lời chia tay nhá. Thì nếu như xét về cái thiết kế mới lạ trong cái dòng SUV crossover mà pha lẫn với Cooper ấy, thì Mercedes không phải là hãng xe khai sinh ra những cái thiết kế này, mà chính là BMW. Từ năm 2007, khi đấy BMW đã giới thiệu ra mẫu X6 và có mời các nhà báo phóng viên khắp trên thế giới sang Mỹ lái thử. Thì đó cũng là một cái bước đột phá trong thiết kế. Tuy nhiên mãi đến năm 2014 hay 2015 gì đó thì Mercedes mới lần đầu tiên giới thiệu ra cái thiết kế này. Nhưng thực ra mà nói, có thể Mercedes lại thành công với cái mẫu này hơn. Đấy là cảm quan thôi. Ví dụ cá nhân mình chẳng hạn, mình sẽ thích cái thiết kế Cooper của cái GLE Cooper này hơn, bởi vì là dù sao cái thiết kế của nó khá là mềm mại so với X5, và đặc biệt là cái phần mái vòm đằng sau á thì nó không dốc như X5. Nếu như các bạn đặt hai xe so sánh như thế này, chính vì lẽ đó ở trong khoang xe nó có một cái không gian tốt hơn. Thôi bây giờ chúng ta hãy quay trở lại chủ đề chính của cái GLE Cooper này. Thì thực tế nếu mà nhìn một cách tổng thể thì mình nghĩ nó có dáng dấp của một cái mẫu xe sedan hạng sang như là E Coupe hay là S Coupe đó, nhưng mà nó là gầm cao. Và trước khi đi vào cái dòng AMG thì cũng xin chia sẻ với các bạn một số cái thông tin. Hôm nay xin phép nói dài một chút. AMG khởi thủy của nó là độ xe rồi, ai cũng biết rồi, thông tin trên mạng rất nhiều. Tuy nhiên AMG bây giờ có 3 thể loại chính. Đấy là thứ nhất ấy, là AMG Styling. AMG Styling các bạn có thể thấy qua các dòng xe như E300, C300 ấy. Tôi hay gọi đấy là AMG giả cầy bởi vì nó độ mỗi body kit lên thôi. Cái dòng AMG thứ hai đấy chính là AMG Sport. AMG Sport thì chúng ta có thể nhận qua các mã hiệu như là 43, GLE 43 AMG này. Rồi là bây giờ nó có thêm cái dòng 50. Còn có thêm dòng mới nào thì mình cũng chưa biết, anh em nào biết thì có thể comment giúp mình bên dưới. Thì cái dòng Sport này nó chỉ tinh chỉnh về các cái động cơ, rồi là các chế độ hoạt động của hộp số, và tô điểm thêm một chút về ngoại thất, nội thất thôi, và các trang bị tiện nghi. Thực chất AMG xịn, AMG mà xịn nhất ấy, mà one man one engine, mỗi kỹ sư một động cơ có chữ ký lên, thì đấy chính là AMG Performance. Thì cái đó thì đấy là dòng xe có thể vừa đua nhưng vừa đi đường trường được, nhưng mà đua thì cực kỳ phê luôn. Mẫu A45 mà tôi mà có với cái anh Vinh GAT69 ấy, đã chạy trong đường đua thì cũng đã có thử cái dòng đấy rồi, thì gọi là mắc phê. Và bây giờ thì chúng ta hãy tìm hiểu sâu thêm về cái thiết kế của cái GLE Cooper với cái mã hiệu là 43 nhé. Đấy, dòng Sport. Thì cái phần thiết kế lưới tản nhiệt này thì các bạn có thể thấy này, với cái lưới tản nhiệt luôn là linh hồn của tất cả các mẫu xe, cho nên là các hãng đầu tư cũng rất nhiều. Ngay cả trong cùng các cái dòng xe họ cũng phân biệt bằng chính cái lưới tản nhiệt này. Ví dụ như
GLE Coupe này AMG nó đây có thanh mạ chrome, logo rất là to đẹp. Đó. Cái lưới tản nhiệt này trên những dòng xe siêu sang thì nó sẽ làm bằng kim loại hoặc là làm thủ công, khi đấy nó sẽ rất là đắt tiền. Còn với những cái dòng xe cỏ ấy thì các bạn có thể cầm vào các bạn giật rồi các cái viền mạ chrome nó cũng không có đâu, nhìn nó sẽ là rẻ tiền. Thực ra tất cả các trang bị nó tạo ra một cái phân khúc khác biệt, cái đẳng cấp khác biệt của chính những chiếc xe chúng ta hay nói đùa là xe cỏ, xe sang, xe siêu sang, siêu xe thể thao thì chính là đấy ạ. Còn về đèn pha của Mercedes-Benz thì với Mercedes thì cái công nghệ đèn pha họ đã đầu tư rất là nhiều. Thực ra cái đèn này đi trong đêm ấy, thì chúng ta sẽ thấy nó quan trọng như thế nào. Ví dụ đây là đèn Intelligent Light này. Cái đèn này thì khá là thông minh, nó có thể cân bằng góc chiếu sáng liếc theo rồi là tăng cường độ sáng vân vân. Tuy nhiên bây giờ với những cái công nghệ đèn hiện đại nhất trên xe Mercedes S ấy, thì nó có thể nói chung nó tôi hay gọi là liếc gái được, bởi vì là nếu thấy một cô gái nào đó đi đơn nào đó đi qua xinh đẹp, thậm chí nó có thể tự đá pha hay là ra tín hiệu, kiểu như mình đi ngang đường thấy cô nào đẹp thì đá lông nhe một cái đấy. Và đèn mang công nghệ trí tuệ nhân tạo rất là nhiều. Và cái thiết kế AMG trên cái GLE Coupe này các bạn cũng có thể thấy phần cản dưới này, rồi những cái phần tấm lưới này thì nó là có độ tương phản rất là rõ. Những cái này trang bị để tăng cái sự khỏe khoắn cho xe, và camera 360 thì nằm ở đây ạ, hệ thống cảm biến. Với Mercedes thì chúng ta yên tâm về các cái công nghệ về an toàn. Và có lẽ bây giờ thì tôi sẽ mở ngay cái động cơ cho các bạn xem. Động cơ V6. Động cơ này chỉ được tinh chỉnh lại thôi nhá. Còn One Man One Engine thì nó sẽ là cực đắt luôn. Lắp capo cũng rất nhẹ. Rất nhẹ nhàng. AMG xịn thì nó sẽ có chữ ký các bạn ạ. Động cơ này thì 367 ngựa, mô-men xoắn khá lớn 520 Nm. Nhưng cái điều đặc biệt đấy là cái giải mô-men xoắn nó đạt từ cái vòng tua 1.800 đến 4.000. Vì vậy dù đi tốc độ chậm hay tốc độ cao thì cái khả năng tăng tốc ở các cái giải tốc độ khác nhau nó rất là tốt. Ngay cả công suất cũng vậy. Cái công suất cực đại nó có thể đạt trong cái giải là 5 đến 6 ngàn. Và thực sự trên các cái dòng xe ấy, thì cái công nghệ về động cơ, cái công nghệ về khung gầm và đặc biệt là phần thiết kế ngoại thất thì nó rất là quan trọng. Các bạn có thể hình dung như thế này, đối với một cái mẫu xe, nếu như chúng ta trang bị gỗ không thành công thì chúng ta đổi thành kim loại hoặc từ gỗ này sang gỗ kia rất dễ. Nhưng nếu công tác nghiên cứu gọi là R&D sai về một dòng xe, về động cơ, về trang bị động cơ, về trang bị an toàn, về trang bị tiện nghi, nói chung những cái trang bị cơ bản và đặc biệt là cái thiết kế ấy, thì nó sai thì nó đi cả một dòng xe, khi đấy thì cái chi phí R&D trong vòng vài năm trời rất là đắt tiền. Bởi vì nếu như cái xe này bây giờ hiện tại chúng ta đang đi ở thời điểm này thì nó đã được nghiên cứu cách đây khoảng 3, 4, thậm chí 5 năm, có những công nghệ nghiên cứu hẳn 10 năm. Thực sự là vậy. Và bây giờ đây mời các bạn ngắm qua phần thân xe. Đây, phần này có lẽ là cái phần mà đặc trưng nhất để phân biệt GLE và GLE Coupe. Các bạn có thể thấy phần mái đuôi dốc, cái phần đuôi dốc rất là đẹp. Và đặt cạnh X5 thì nó sẽ không bị dốc bằng. Có rất nhiều khách hàng đã phải đánh đổi cái phần này để chọn GLE Coupe. Bởi vì nếu GLE thì chúng ta có một cái mái nó như thế này. Và khi đấy cái diện tích cũng như cái không gian bên trong cho cái phần đầu cũng như chứa đồ nó sẽ tốt hơn. Nhưng chắc chắn nó sẽ không đẹp bằng cái này và khi đó bạn sẽ phải lựa chọn. Và tôi tin rằng khách hàng mua xe này cũng đã phải lựa chọn rất là nhiều, đã phải đánh đổi cái phần đó. Nó quá đẹp. Và phần thiết kế. Còn về phần la răng thì đấy các bạn có thể thấy, đây là la răng là 21 inch nhá, 5 chấu kép. Và trang bị tiện nghi trên này thì các bạn có thể thấy là phần gương này được sơn đen. Nếu như các bạn xem ra những cái dòng xe như Land Rover ấy thì cả phần vòm mái này đều được sơn đen, đấy là tạo sự khác biệt. Biturbo này, Formatic là hai cái dấu ấn cực kỳ đặc trưng trên hệ thống động cơ và hệ thống dẫn động của mẫu xe này. GLE Coupe phiên bản này được bán với giá đâu đó khoảng 4 tỷ rưỡi nhá. Đây, cửa hít này. Đấy, cửa hít rất êm. Nhưng mà lại chưa phải là keyless go. Chúng ta vẫn phải bấm để khóa và mở. Đó. Rồi, đó. Về thiết kế là như vậy. Tuy nhiên là các cái trang bị rồi vật liệu đều là cao cấp, nó xứng đáng với cái giá trị của nó. Ví dụ như da là da cao cấp này, da cao cấp này, có đục lỗ nhá,
và chúng ta có thể bật các chế độ sấy, chế độ thông gió ở đây. Đấy. Thì cái sự khác biệt giữa mẫu xe 4 tỷ rưỡi và những cái mẫu xe 7, 8 tỷ như cái dòng Land Rover ấy, thì ngay cả cái da nó cũng khác đấy các bạn. Nó cũng sẽ khác đấy. Cùng là cao cấp, chưa hẳn là Napa thôi, nhưng mà cái chất lượng da nó cũng sẽ khác. Thì đấy là sự khác biệt. Còn trên dàn tablo này là cũng là da này, bọc da hết này. Đẹp rồi. Ốp nhôm. Và tất cả đều được bọc da, chứ không thể là nhựa được. Những cái bảng điều khiển như thế này thì cũng khá là cổ điển, của Mac bao nhiêu năm rồi. Đó. Điều khiển hệ thống audio này, rồi có thể tắt ESP ở đây, chức năng tự động ngắt động cơ để tiết kiệm nhiên liệu này. Đó. Rồi có thể bật tắt các cái cảm biến khi nào đi trong phố nó kêu tang 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 nhiều quá thì chúng ta có thể tắt bớt đi. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, những cái trang bị phải nói là cực kỳ cơ bản. Và chiếc màn hình này thì cũng vốn dĩ rất là truyền thống rồi. Bây giờ các dòng Mac mới đều là màn hình trải dài to đùng. Và nội thất xe thì là có ambient light, đèn viền nội thất, nhưng mà chỉ có 3 màu thôi. Trên cái mẫu xe E, đặc biệt là dòng E300 ấy, thì mình chỉnh không biết là bao nhiêu màu. Nó như cái bảng màu trên Photoshop ấy, mình có thể di được. Và ngay phía dưới đây nhá, chất lượng của những chiếc xe Đức các bạn sẽ thấy này, cực kỳ chắc luôn đấy. Và ngay cả cái nhựa như thế này của nó này, nhựa trên cái này, này đây là xe nhập khẩu nhá, thì nó cũng rất lì và bền. Ở đây thì chúng ta có thể bật cái màn hình này lên đấy, và chúng ta có thể xem ngay cái camera 360 khi mình bật ra, mình bật lên như thế này thì cái logo lúc nãy mình có giới thiệu á thì nó sẽ được bật ra và cái camera nó sẽ chiếu. Đấy, ngoài ra chúng ta có thể thay đổi các cái góc chiếu như thế này, rất nhiều góc chiếu. Đấy, với một mẫu xe to thì nhiều góc chiếu luôn, thoải mái, trước, sau, trái, phải, bánh, vân vân. Đó. Tất cả những cái cài đặt về xe chúng ta cũng có thể cài đặt ở đây ạ. Chế độ Dynamic Select đây. Rồi. Ở chế độ này thì chúng ta có thể chỉnh nhá, chúng ta có thể chỉnh ví dụ chế độ lái là Sport này, rồi Comfort hay như thế nào đó thì chỉnh hết trong này. Thì bạn có thể dành thời gian tìm hiểu trực tiếp ở xe hơn. Đó. Đèn viền nội thất, ngay cả Vehicle Setting chúng ta cũng có thể chọn ở đây. Ambient Light này, vân vân, đấy, rất nhiều. Đấy. Các tính năng đèn chiếu sáng trong vòng bao nhiêu giây rồi vân vân để chỉnh hết trong này nhá. Mẫu xe này thì cũng được trang bị cái hệ thống hỗ trợ xuống dốc này. Những cái trang bị này cũng quá là quen thuộc trên những cái dòng xe hiện đại ngày nay rồi. Và có lẽ trên những cái dòng xe Mac mà những dòng xe Đức nói chung ấy, thì các chế độ lái hay gọi là drive mode ấy, thì mới là cái điều đặc biệt. Ở đây có 5 chế độ individual thì cài đặt theo cái sở thích của mình. Comfort thì quá quen thuộc rồi, để nhẹ nhàng êm ái tiết kiệm nhiên liệu. Sport này mới là hay này. Vâng, AMG thì phải là Sport rồi. Nhưng AMG hơn nữa thì phải là Sport Plus. Các bạn thấy không? Tất cả một màu đỏ rực luôn. Đấy. AMG thì mới vàng thôi, còn AMG Sport là đỏ rực luôn. Đấy. Động cơ này, Sport này, Plus này, vân vân. Ngoài ra thì có chế độ chạy đường trơn trượt ở đây ạ. Đó. Cái chế độ này thì cực kỳ hữu ích khi mà chúng ta chạy trên các điều kiện đường nó trơn, đường nó ít bám, và đặc biệt ở nước ngoài ấy, là cái đường tuyết, đường băng. Vào mùa đông thì cái chế độ này là cực hay luôn. Và các chế độ của xe Mac thì nó hoạt động một cách khác nhau, rõ rệt, hiệu quả rõ rệt và mang lại cái trải nghiệm cho mình một cách cực kỳ rõ rệt. Đấy, chắc chắn lắm. Bật cái nắp này lên. Thì trong này có hai cái khe cắm USB, ở đây thì không có hộp lạnh. Ngay cả cái khay để nước như thế này thì cũng chỉ là để cơ bản thôi, không có chức năng làm lạnh. Sạc không dây cũng chưa có. Nhìn chung là có lẽ chúng ta phải chờ đợi nhiều những cái trang bị tiện ích trên thế hệ mới hoàn toàn, và mình tin là cũng sắp ra mà thôi, không lâu đâu. Và AMG, chúng ta có thể nhìn chiếc vô lăng này. Thiết kế đúng kiểu AMG đúng không ạ? Bọc da này, ốp kim loại này và đế băng. Chúng ta cũng có thể sử dụng cái lẫy chuyển số này. Với các mẫu xe thể thao thì lẫy chuyển số này rất quan trọng. Nhưng mà mình lại nghĩ rằng là cái lẫy chuyển số này nó phải dài lên. Như những chiếc Mitsubishi chẳng hạn, xe bé xe to gì mà có lẫy chuyển số thì nó cứ như dài cả gang như thế này, trông hoành tráng phết đấy.
Giá rẻ. Giá thì đẹp rồi, nhớ ghế 3 vị trí, điều khiển ghế điện này, những cái này trang bị quá cơ bản trên trên những cái dòng xe Mercedes. Và hệ thống loa trên mẫu xe này cũng rất hay nhá, 14 loa, công suất là khoảng 830W, nghe cực hay luôn. Loa Harman Kardon. Rất ổn. Đấy, ngay đó các bạn có thể thấy không? Cửa mở cũng chỉ thế này thôi, và cái phần ra vào nó cũng bị giới hạn do đánh đổi của vẻ đẹp. Các bạn có thể hình dung cái công nghệ thẩm mỹ của Hàn Quốc bây giờ đấy, thì cũng rất nhiều anh chị em là sẵn sàng chịu đau để có những cái vẻ đẹp. Thì đôi khi chúng ta phải đánh đổi như vậy. Và cửa sổ trời rộng nhá. Cái này mình nghĩ là cửa sổ trời gọi là siêu rộng thôi, chứ gọi là panorama thì nó cũng chưa chính xác. Bởi vì nó bị giới hạn bởi phần trần xe, khi mà cái đuôi sau nó phải dốc xuống. Tuy nhiên ngồi ở hàng ghế sau như thế này thì cũng khá là thoải mái, cũng được. Nếu mà so với cả X6 thì mình nghĩ là tốt hơn. Và những cái đánh đổi đấy về phần đuôi đẹp, các bạn sẽ thấy thêm ở cái phần nắp tựa đầu như thế này đấy. Nó có thể gập lại như thế này này. Đấy, khi đẩy lên thì chúng ta sẽ kéo lên như thế này. Còn nếu như đấy, các bạn thấy nó cũng chỉ được thế này thôi, không thể đẩy quá lên được. Và thiết kế khéo léo của Mercedes á là họ làm cái mái vòm ở phía trên khá lõm. Đấy, các bạn có thể thấy. Và khi mà mình ngồi như thế này thì nó có thêm được cái khoảng không gian như thế này. Như thế này gọi là vừa đủ thôi. X6 ngày xưa mình ngồi nó bị chạm sát lên đầu, hơi khó chịu. Về cửa gió điều hòa phía sau trên mẫu xe này thì cũng là đương nhiên rồi. Đấy. Cửa gió trên trụ B này cũng có luôn. Chất liệu trên dòng xe Mercedes thì chúng ta cũng không phải nghĩ, đặc biệt là những dòng xe Mercedes nhập khẩu. Và phần sàn xe, các bạn có thể thấy phần sàn xe mặc dù là hệ thống dẫn động 4 bánh 2 cầu 4MATIC đấy, thông minh, nhưng mà sàn cũng khá là phẳng. Rồi, mẫu xe này trang bị xem nào, có bao nhiêu túi khí. Túi khí hỗ trợ đầu gối, hai trước, rèm sau, vân vân. Nói chung các cái dòng xe Đức và đặc biệt thương hiệu Mercedes thì chúng ta sẽ rất yên tâm về cái vấn đề là an toàn. Đương nhiên rồi, các bạn có thể theo dõi rất nhiều những cái video trên mạng đã từng xảy ra va chạm hay test va chạm, thì dòng xe Mercedes là luôn luôn nằm trong top những cái mẫu xe có cái độ an toàn cao. Và đó là những cái giá trị cực kỳ lớn mang lại cho chúng ta khi mà sử dụng cái mẫu xe này. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem cái động cơ biturbo nhé, biturbo trên mẫu xe này như thế nào. Rồi, bây giờ thì mình sẽ để nổ máy lên xem như thế nào. AMG Sport này mới là mức ở giữa rồi nhé. Còn cái dòng Styling mình nghĩ là giả cầy. Thực sự là vậy. AMG là phải có động cơ rồi, phải có công suất, phải có mã lực. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Chế độ Comfort. Đi chậm. Nghe tiếng bồ khá rõ. Thực ra phần cách âm phía trước này thì rất là êm. Nếu mình đi ăn hay chậm, nhưng mà để nhẹ lên nghe tiếng bồ này. Tiếng bồ này thì cũng chưa phải là hay. Mình nghĩ là phải chuyển chế độ. Nhưng mà chúng ta hãy xem. Và đây, camera hành trình trước sau. Rồi. Nói chung là đi nhẹ, lái nhẹ. Ôi, không thể tưởng tượng được mẫu xe này nặng hơn 2 tấn 2 đấy. Hơn 2,2 tấn đấy. Và kích thước cũng không hề nhỏ đâu, các bạn có thể nhìn thấy bên ngoài. Cái điều đặc biệt là cái mẫu xe này lại sử dụng hộp số 9 cấp. Và SUV Cooper, Coupe. Đọc nhiều từ kiểu cúp quá, nhiều khi nhịu các bạn thông cảm. Nhưng sử dụng hộp số 9 cấp. Thực ra đối với những cái hộp số 9 cấp nhiều cấp ấy, thì ngay cả phần công suất cực đại nó có thể đạt ngay số 7 rồi. Cái vận tốc cực đại nó cũng đạt số 7 rồi. Và số 8, số 9 gì đó thì nó sẽ là giảm cái tỷ số truyền để tăng cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tất nhiên hộp số 7 cấp và 9 cấp khác biệt là số cấp. Nhưng mà hộp số 9 cấp cái trọng lượng nó cũng sẽ lớn hơn. Đây bạn có thể thấy rất nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng lắm. Mẫu xe to như này lái trong phố như này là quá nhẹ nhàng luôn. Vô lăng lại bé tí. Đây là cái thách thức không hề đơn giản đối với các hãng thiết kế xe đâu nhé. Xe có kích thước rất lớn nhưng vô lăng lại bé.
ra sờ sướng luôn. Thế mà đây là comfort. Nhưng có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ để ý và sẽ quan tâm đến cái vấn đề tại sao mẫu xe này để cái side lốp phía sau là 315 và side lốp phía trước là chỉ có 275 thôi. Thì đấy là lý do, bởi vì nó là AMG Sport rồi. AMG Sport thì ta sẽ sử dụng Sport chăng? Thôi Sport Plus đi. Đấy là cái cách mà động cơ báo hiệu cho chúng ta rằng tôi đã sẵn sàng. Tôi là AMG Sport rồi, chưa phải Performer đâu, nhưng mà cũng đã 367 ngựa và bạn sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Đấy, các bạn sẽ nghe thấy rằng tiếng bô, cách trả số và hệ thống treo cứng hơn hẳn. Có gì đó là chất một chiếc xe đua nhưng lại gầm cao. Mạc đã quá hay các bạn ạ. Mạc đã đưa không phải là một mẫu xe địa hình nữa mà lại còn thể thao. Không chỉ là địa hình đâu, vượt địa hình. Rồi đấy. Đấy. Giờ thì mình sẽ tận hưởng cảm giác rồi số chuyển ở rồi 5-6 ngàn. Ôi má ơi. Vâng, xe thì nặng mà đạp lên như thế này thì không hề đơn giản đâu. Lên phanh, quá đơn giản, êm tuyệt vời. Đấy, các bạn thấy không? Đêm mơ nói gầm gừ thế này. Bô thì nẹt bẹp bẹp đấy. Các bạn sẽ thấy những mẫu xe AMG nó hay nẹt bô như vậy. Thì đây, GLE Cooper 43 AMG Sport. Đó. Ôi, thật sự là đấy. Ôi, không biết nói gì về chế độ này. 4,5 tỷ. Hôm trước mình lái thử cái Land Rover Sport nhưng mà cũng chưa được đạp sướng như thế này đâu. Bây giờ cua cái xem nào. Cua cái xem như nào. Ui giời. Cua đến đầu biết đến đấy luôn, quá hay, quá rồi. Đây, các bạn có thể cua gấp đấy. Đấy. Với công suất lớn như thế này, các hệ số với một cái mẫu xe có cái công suất lớn như thế này lại với một cái trọng lượng rất là to. Với một mẫu xe có công suất khá lớn và trọng lượng cũng lớn như thế này thì đương nhiên rồi, các hệ thống như là hệ thống chống trượt quay khi tăng tốc này, ASR này, rồi hệ thống kiểm soát lực bám điện tử này, rồi hệ thống ESP thì phải hoạt động cực kỳ hiệu quả và ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những mẫu xe bình dân nhé. Chắc chắn rồi, để kiểm soát được và để hỗ trợ người lái một cách là tốt nhất. Và như các bạn đã thấy đấy, vòng tua hoạt động cao lắm, 4-5 ngàn, 5-6 ngàn. Khi mình lái thử thì mình sẽ thử cái vòng tua cao xem cái khả năng phản ứng của động cơ như thế nào. Nó cũng không hỏng được đâu, các bạn không phải lo điều đó. Nó test kỹ lắm rồi. Bây giờ mình lấy chuyển số sau vô lăng nhé, lấy chuyển số này. Treo thì hệ thống treo khí nén rồi, treo khí nén thì chắc chắn đi nhẹ thì êm, nhưng mà khi chạy tốc độ cao như thế này và khi cua thì nó cũng sẽ tự động điều chỉnh. Đó. Sự khác biệt ở các cái hệ thống treo khí nén là cái cơ chế hoạt động cũng như cái vật liệu tạo nên nó. Ví dụ như trên những cái dòng xe như thế này thì cái tần số hoạt động của nó không biết bao nhiêu cái nhịp điều chỉnh của nó, nhưng mà trên Land Rover nó khoảng 1.000 lần một giây điều chỉnh liên tục, nhưng mà nghe rằng đâu trên Rolls-Royce ấy là nó khoảng 10.000 cơ. Thì như vậy thì nó êm là đúng rồi, nó gấp 10.000 tốc độ xử lý như thế, thuật toán điều khiển rồi vật liệu nó như thế thì đương nhiên rồi. Đây các bạn có thể đợi. Đây mới là một AMG Sport thôi. Không hiểu là 63 gì AMG nữa thì như thế nào. Thôi, tốn xăng lắm. Rồi, comfort khác ngay. Driver mode, các chế độ driver mode trên xe Mercedes rất khác biệt thưa các bạn. Cực kỳ khác biệt luôn. Tất cả các chế độ đều tạo ra những cái cảm giác lái rất rõ rệt, khác nhau hoàn toàn. Và nói đến hệ thống Formatic trên Mercedes cũng là một cái câu chuyện nói rất là dài. Khá đáng tiếc là mẫu xe này lại chưa có cảnh báo điểm mù bên gương. Tuy nhiên
Hai chiếc gương chiếu hậu thì sẽ có là các cái mặt được mạ theo kiểu gương cầu, phủ kiểu gương cầu thì cái vùng quan sát nó cũng khá là tốt. Xe 4 tỷ rưỡi rồi nhưng mà cũng chưa có hệ thống Adaptive Cruise Control, tức là giữ khoảng cách khi chúng ta cài đặt ga tự động với xe phía trước. Và tôi cũng chưa thấy cái hệ thống hỗ trợ giữ làn đường. Và dù sao thì có lẽ là chúng ta sẽ phải đánh đổi về cái kiểu dáng coupe cũng như thương hiệu AMG khá nhiều bởi những cái tiện ích như vậy.